Dạ, chào cả nhà, thì chào cô chú anh chị. Thì hôm nay mình đang có mặt tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và trên cái hành trình này mình tìm nhà của em Khánh Hưng, là một nhạc công nhí. Và mình được biết là hoàn cảnh của em cũng rất là khó khăn. Và có điều đặc biệt là em đàn cực kỳ hay. Đây là bé Khánh Hưng mà mình cần tìm đến. Chú chào con. Chào chú. Con chào mọi người đi. Khánh Hưng cho chú biết coi năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 7 tuổi. Con 7 tuổi. Con học lớp mấy nè? Dạ con học lớp 3. Con học lớp 3. Con có mấy anh em? Dạ con có 3. Con có 3 anh em. Con thứ mấy? Ở nhà con là lớn nhất hay sao? Dạ con thứ 3. Chị con thứ 2, em con thứ út. Vô nhà đi con, bước vô đó đi. Rồi con là thứ 3, chị con thứ 2 bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em con chị 10 tuổi. Chị 10 tuổi, con 7 tuổi, còn em nhỏ nữa. Còn em 6 tuổi. Em 6 tuổi. Rồi con sống với ai Khánh Hưng? Dạ con sống ông Sáu. Cô Sáu. Ông Sáu với cô Sáu. Rồi ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ cha con mất rồi, mẹ con bỏ rồi. Mẹ con bỏ con, lúc con có biết nghe mấy cô lại là nói lại, con có biết là lúc đó mẹ con bỏ con mấy tuổi không? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi hả? Rồi con ở với ông Sáu với cô đến bây giờ? Dạ ở cô với ông con cho đến 7 tuổi. Ở với ông con cho đến 7 tuổi. Dạ. Rồi ba con mất khi nào? Dạ ba con mất lúc hồi nhỏ. Lúc hồi con còn nhỏ con có nhớ không? Dạ không. Con không nhớ luôn. Con sống vậy con có buồn không? Dạ buồn. Buồn hả? Rồi con, chú nghe nói là con đàn hay lắm đúng không? Dạ. Con đàn được bài gì nói cho chú nghe? Con đàn được bài Lưu Thủy Hành Văn. Lưu Thủy Hành Văn. Nam Xuân. Lý Tần Quân. Lý Tần Quân. Hôm nay con có thể đàn cho chú nghe được không? Dạ. Một bài Nam Xuân được không? Dạ được. Rồi con đàn đi. Rồi. Ở đây là cái nơi mà em thường ngày học đàn với lại cậu của mình. Cậu hay chú anh ha? Với ông của mình. Ông là người mà truyền đạt dạy đàn cho bé hả chị ha? Con rồi bây giờ con đàn cho mọi người nghe cùng thưởng thức một cái bài Nam Xuân ha. Rồi đây là cái đàn này là đàn sến. Rồi con đàn đi em. Rồi quá hay, chú cảm ơn con nha.